Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Toàn cảnh Nga tấn công Ukraine, Nga đánh phủ đầu ở Kharkov, tố Ukraine tạo chứng cứ giả. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 43. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Về diễn biến trên chiến trường, ngày 6 tháng 4, lực lượng Nga tấn công các thành phố quan trọng của Ukraine giữa thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky thúc giục phương Tây hành động quyết đoán trong việc áp đặt lệnh trừng phạt mới và cứng rắn đối với Moscow. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay các lực lượng vũ trang nước này đã xóa sổ một cơ sở dự trữ nhiên liệu của Ukraine tại khu vực Kharkov, đồng thời cảnh báo về một kế hoạch của Kiev tại đây. Ngày 6 tháng 4, ông Konashenkov nói các tên lửa không đối đất có độ chính xác cao đã xóa sổ cơ sở nhiên liệu gần khu vực định cư Chuguev thuộc tỉnh Kharkov, nơi cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện của quân đội Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã xóa sổ một kho quân khí do nước ngoài sản xuất, thường cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine ở một số ga đường sắt thuộc vùng Kharkov. Giới chức Lầu Năm Góc hôm 6 tháng 4 cho biết các lực lượng Nga đã hoàn toàn rút khỏi các khu vực xung quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv, Ukraine. Chúng tôi không thấy các lực lượng quân sự Nga ở khu vực xung quanh hoặc phía bắc thủ đô Kiev, cũng như không thấy họ ở các khu vực xung quanh thành phố Chernihiv. Chúng ta đã chứng kiến những dấu hiệu cho thấy binh sĩ Nga di chuyển về hướng bắc tới Belarus để tái trang bị lực lượng cũng như tiếp tế. Việc tái trang bị và tiếp tế cho quân đội đang diễn ra, một quan chức giấu tên làm việc ở Lầu Năm Góc nói với tờ The Hill. Chúng tôi đánh giá rằng phía Nga không muốn dành quá nhiều thời gian cho vấn đề tái trang bị và tiếp tế bởi họ muốn công khai việc quân đội đang ưu tiên cho việc chiến đấu tại khu vực Donbass. Người này nói thêm, về phía nam Ukraine, thành phố cảng Mariupol vẫn bị vây hãm và bắn phá, khiến hàng chục ngàn cư dân thiếu hụt thức ăn, nước uống và điện sử dụng. Cơ quan tình báo Anh ngày 6 tháng 4 cho biết tình hình nhân đạo ở Mariupol đang xấu đi. Tại vùng Lugansk, miền đông Ukraine, nhà chức trách khuyến cáo cư dân chỉ ra ngoài khi tình hình trở nên an toàn. Theo đài Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay lại cảnh hai tên lửa hành trình P-800 Onyx, NATO gọi là SSN-26 Stryby, được phóng từ bán đảo Crimea. Chúng nhắm mục tiêu tới một kho nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine, bay với vận tốc siêu âm. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng vũ trang Nga đã xóa sổ 408 máy bay không người lái, 93 máy bay trực thăng, 216 bệ phóng tên lửa, 1987 xe tăng và xe bọc thép, 1888 xe quân sự đặc biệt của các lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh đó, quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cơ quan tình báo Ukraine đang lên kế hoạch cho nổ tung một cơ sở lưu trữ 120 tấn clo ở vùng Kharkov. Trong khi đó, cùng ngày, Lầu Năm Góc nhận định Ukraine có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến với Nga, mặc dù giới chức Mỹ từng đề cập nguy cơ kéo dài xung đột. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Skirby nói, tất nhiên là Ukraine sẽ giành thắng lợi, bằng chứng là những kết quả mà các bạn đang được chứng kiến hàng ngày, chắc chắn là họ sẽ chiến thắng. Một quan chức quốc phòng Mỹ cùng ngày cho biết, Washington đánh giá rằng quân đội Nga hiện đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kiev và có thể sẽ tổ chức lại, đồng thời tái trang bị cho các binh sĩ để phục vụ hoạt động tái bố trí lực lượng ở Ukraine. Cũng trong ngày 6 tháng 4, một quan chức khác của Lầu Năm Góc yêu cầu giấu tên tiết lộ khoảng 10 binh sĩ Ukraine đang có mặt trên đất Mỹ để tham gia chương trình đào tạo sử dụng máy bay không người lái UAV Switchblade. Về phản ứng của các bên, hai lãnh đạo quân sự cao nhất của Mỹ tiết lộ đang huấn luyện quân đội Ukraine trên đất Mỹ. Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xác nhận, mặc dù quân đội Mỹ không tiến hành huấn luyện quân đội Ukraine ở Ukraine hoặc ở nước láng giềng Ba Lan, nhưng Mỹ đã huấn luyện cho họ bên ngoài Ukraine, bao gồm cả trên lãnh thổ Mỹ. Hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 4, các ông Mark Milley, Lloyd Austin và những người khác đã tham dự phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Hạ viện của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Trong phát biểu điều trần, ông Milley phán đoán cuộc chiến Nga-Ukraine ở Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm. Ông cáo buộc Nga phát động chiến tranh là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình, an ninh châu Âu và thậm chí là toàn thế giới mà ông chứng kiến trong 42 năm phục vụ trong quân đội Mỹ. Đại tướng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ cũng đề cập đến sự tham gia của Trung Quốc. Ông nói trong lời điều trần, nước Mỹ đang ở vào một thời điểm bước ngoặt về địa chiến lược rất quan trọng và mang tính lịch sử. Chúng ta phải tỉnh táo về chiến lược. Ông kêu gọi Mỹ cần phải đảm bảo có thực lực rõ ràng trước Nga và Trung Quốc. Ông dùng các phát biểu về duy trì hòa bình để ám chỉ đến mối đe dọa quân sự của Trung Quốc và Nga. Các nhà lập pháp hỏi ông Mark Milley về việc làm thế nào để ngăn chặn Tổng thống Nga Putin tấn công Ukraine. Ông trả lời rằng cách duy nhất có thể là triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Ukraine,
nhưng ông không khuyến nghị làm điều đó vì nó có thể mạo hiểm gây ra một cuộc xung đột vũ trang với Nga. Ông Milley thẳng thắn, thành thật mà nói, nếu không có sự cam kết của quân đội Mỹ đối với Ukraine, tôi chắc liệu có thể làm ông ta Putin sợ hay không, dù sao thì đây cũng là những mục tiêu lâu dài của ông ta từ nhiều năm trước. Tương tự như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng nói thêm rằng các yêu cầu của Nga bao gồm cấm Ukraine gia nhập NATO và hạn chế NATO triển khai quân đội và bố trí khí tài ở khu vực rìa phía đông của mình là không thể chấp nhận được. Theo các nguồn tin được công bố, cả hai ông Austin và Milley đều xác nhận rằng quân đội Mỹ đang tiến hành huấn luyện cho quân đội Ukraine ở bên ngoài Ukraine, bao gồm cả ở Mỹ. Ông Austin nói với các nhà lập pháp rằng Mỹ và Ukraine có sự trao đổi hàng ngày và Ukraine đang sử dụng viện trợ quân sự của Mỹ, trong đó có tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để chống lại các cuộc tấn công của Nga một cách hiệu quả. Ngoài việc huấn luyện quân đội Ukraine, ông Austin cũng thừa nhận rằng Mỹ đang tìm cách cung cấp huấn luyện quân sự cho các đồng minh không thuộc Liên minh NATO, chẳng hạn như Phần Lan và Georgia. Ông Milley nói rằng các nước ở sườn phía đông của NATO như Ba Lan và Romania rất sẵn lòng thiết lập các căn cứ quân sự vĩnh viễn của Mỹ. Ông nói họ sẽ xây dựng những căn cứ vĩnh viễn và họ sẽ chi tiền cho nó. Ông cho biết quân đội Mỹ sẽ thiết lập một cơ chế đưa quân tới đóng luân phiên ở đó để đạt được hiệu quả của sự hiện diện quân sự lâu dài. Anh tuyên bố thời đại hợp tác với Nga đã chấm dứt. Thời đại hợp tác với Nga đã chấm dứt. Ngoại trưởng Liz Truss tuyên bố như vậy tại bữa tối với các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles ngày 6 tháng 4, thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh cho biết. Trong phát biểu của mình, bà Truss nói với người đồng cấp NATO rằng đạo luật NATO-Nga đã không qua khỏi và đã đến lúc phải loại bỏ cách tiếp cận lỗi thời để đối phó với Nga. Đạo luật được ký vào năm 1997 nói rằng NATO và Nga không coi nhau là kẻ thù. Thời đại hợp tác với Nga đã kết thúc, chúng ta cần một cách tiếp cận mới đối với an ninh của châu Âu dựa trên năng lực chống chịu, quốc phòng và gian đe, bà Truss nói. Phát biểu được đưa ra khi các ngoại trưởng NATO nhóm họp tại Bruxelles để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Trong tuyên bố đưa ra, bà Truss nhấn mạnh rằng NATO không thể để khoảng trống an ninh ở các biên giới phía đông và nên nghĩ lại về việc ủng hộ những nước nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga như Georgia, Moldova, Thụy Điển và Phần Lan. Ngoại trưởng Anh cũng thúc giục châu Âu cần có các biện pháp trừng phạt mạnh hơn và cung cấp khí tài cho Ukraine nhanh chóng và quyết liệt để đảm bảo Ukraine sẽ thắng. Bà Truss cho biết bà đang làm việc với các đối tác trong G7 để tiếp tục trừng phạt các ngân hàng Nga. Trong bài viết đăng trên mục ý kiến riêng của báo Telegraph ngày 6 tháng 4, bà Truss ủng hộ việc gia tăng chi tiêu quân sự của NATO và hiện diện ở Đông Âu. Báo The Times vừa đưa tin chính phủ Anh đang lên kế hoạch đưa xe bọc thép đến Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh đang tính toán các lựa chọn, bao gồm xe tuần tra Mastiff hoặc Jackal. Những xe này sẽ được gỡ thiết bị nhạy cảm và binh lính Anh sẽ được điều sang một nước láng giềng ở Ukraine để huấn luyện cách sử dụng. The Times dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết. Bên cạnh đó, trong mấy ngày tới, London dự kiến sẽ công bố việc cung cấp các loại tên lửa chống tăng và phòng không cho Ukraine. Hungary nổi dậy chống phương Tây, tuyên bố sẽ thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Trang Express của Anh vừa đưa tin với tựa Thủ tướng Orbán nổi dậy chống lại EU và phương Tây khi ông tuyên bố Hungary sẽ thanh toán khí đốt cho Tổng thống Putin bằng đồng rúp. Ngoại trưởng Hungary về truyền thông và quan hệ quốc tế Zoltán Kovács dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, chúng tôi không gặp khó khăn gì khi thanh toán bằng đồng rúp, nếu người Nga yêu cầu chúng tôi sẽ trả bằng đồng rúp. Bình luận của ông Orbán được đưa ra sau khi ông nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Trong phát biểu tuyên bố chiến thắng, ông Orbán chế giễu EU đã thất bại trong việc mong ngóng ông thất cử, đồng thời mô tả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một đối thủ mà ông vượt qua trong suốt chiến dịch tranh cử. Hôm thứ Hai, Moscow đã chúc mừng chiến thắng của ông Orbán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, bất chấp tình hình quốc tế khó khăn, việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác song phương đáp ứng đầy đủ lợi ích của Nga và Hungary. Về cuộc điện đàm này, Thủ tướng Hungary Orbán hôm 6 tháng 4 cho biết ông đã nói chuyện rất lâu với Tổng thống Nga Putin và yêu cầu ông thông báo một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Thủ tướng Orbán khẳng định lập trường của Hungary về cuộc chiến tại Ukraine cũng giống như lập trường của EU. Nhưng lâu nay, Hungary luôn phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối với dầu và khí đốt của Nga và từ chối các chuyến hàng của phương Tây qua lãnh thổ Hungary tới Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Peter Cizaro khẳng định EU không có vai trò gì trong thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa nước này với Nga, vốn dựa trên hợp đồng song phương giữa các đơn vị Hungary và tập đoàn khí đốt Nga Gazprom. Tổng thống Putin trước đó đã đe dọa cắt hợp đồng với các quốc gia từ chối trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Ông nói, để mua khí đốt tự nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản bằng đồng rúp trong các ngân hàng của Nga. Chính từ các khoản này, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện
cho khí đốt được bắt đầu vào ngày 1 tháng 4. Nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện, chúng tôi sẽ coi đây là một sự vỡ nợ từ phía người mua và họ phải gánh chịu tất cả các hậu quả sau đó. Ông nói thêm, không ai bán cho chúng tôi bất cứ thứ gì miễn phí và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện, tức là các hợp đồng hiện có sẽ bị dừng lại. Nhưng các nước châu Âu đã phản ứng trước yêu cầu của ông Putin. Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định sẽ tiếp tục thanh toán khí đốt tự nhiên bằng đồng euro hoặc USD và tiếp tục theo dõi cách Nga thực hiện yêu cầu trên. Quốc gia vốn phụ thuộc lớn nhất vào khí đốt của Nga là Đức, mô tả đó là hành vi tống tiền, đồng thời cho biết đã chuẩn bị cho mọi tình huống, gồm cả việc ngừng dòng vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đang đẩy mạnh điều phối, tham vấn để đưa ra các vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga. EU dự kiến đề xuất quy định bắt buộc về lộ trình giảm tiến đến ngừng nhập khẩu than đá từ Nga, nhưng tạm thời chưa đề cập đến kế hoạch trừng phạt dầu mỏ, khí đốt nhập khẩu của Nga. Sau đó đến ngày 5 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng trấn an rằng Nga không yêu cầu các quốc gia không thân thiện phải thanh toán khí đốt bằng rúp ngay lập tức, nhưng quá trình này sẽ diễn ra dần dần. Đồng thời ông Peskov cho biết đây phải là hành động hoàn toàn được suy nghĩ kỹ lưỡng, từ từ và được hiệu chỉnh cẩn thận. Sau khi đốt, việc thanh toán đồng rúp sẽ áp dụng lên các mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác nhằm đáp trả việc phương Tây đóng băng tài sản của Nga. Về các lệnh trừng phạt, Nga lập lờ khả năng cắt quan hệ với phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây nếu hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga tiếp diễn. Trả lời phỏng vấn kênh tin tức LCI của Pháp, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng trục xuất các nhà ngoại giao là một quyết định đóng sập cánh cửa quan hệ ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần thiết là duy trì các mối quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong tình hình hiện tại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cảnh báo về việc đóng cửa các đại sứ quán của các quốc gia châu Âu tại Moscow. Bà cho biết Nga coi ngoại giao là công cụ bất di bất dịch trong giao tiếp quốc tế, tầm quan trọng của nó chỉ ngày càng tăng trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, để phản ứng với các động thái của phương Tây, Nga sẽ đáp lại mọi lúc theo nguyên tắc có đi có lại và dựa trên lợi ích của riêng Moscow, có tính đến hoàn cảnh thực tế cũng như hành động của một số quốc gia trong việc kích động sự cuồng loạn chống Nga. Những ngày qua, hơn 100 nhà ngoại giao của Nga ở nhiều nước phương Tây như Mỹ, Đức, Pháp, Đan Mạch đã bị trục xuất nhằm phản ứng về vụ Bucha, Ukraine mà các quốc gia trên cáo buộc Moscow gây ra. Nga liên tục bác bỏ cáo buộc là vô căn cứ nhằm hạ thấp uy tín của Moscow, đồng thời kêu gọi tổ chức cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái gọi là hành vi khiêu khích này. Trong diễn biến khác, cùng ngày, trả lời CNN, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng không có nghĩa lý gì khi duy trì đối thoại với Nga. Theo ông, một mặt châu Âu phải đưa ra các điều kiện nghiêm ngặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặt khác phải đưa ra thông điệp rằng, trừ khi ông Putin đáp ứng các điều kiện đó, còn không thì chúng ta không có gì để nói. Bên cạnh đó, Tổng thống Ba Lan chỉ ra rằng Liên minh châu Âu-EU đang kiên quyết hỗ trợ Ukraine và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt chống Nga. Ông Andrzej Duda cũng lưu ý, bất cứ đối thoại nào mà không có kết quả sẽ là chiến thắng về mặt thời gian cho Nga trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga cảnh báo khởi kiện hàng loạt để chống bị chiếm đoạt tài sản. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt sẽ đệ đơn kiện lên tòa án trên khắp thế giới chống lại những nỗ lực chiếm đoạt tài sản của Nga ở nước ngoài. Trong một bài đăng trên Telegram hôm 6 tháng 4, ông Medvedev cho biết các doanh nghiệp Nga có tài sản bị trừng phạt sẽ phải thực hiện các hành động pháp lý ở Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và nhiều nơi khác. Ông Medvedev khẳng định, các đối thủ của chúng tôi nên hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với một số lượng lớn vụ kiện tại các tòa án, cả tại các tòa án quốc gia của Mỹ và châu Âu, cũng như tại các tòa án quốc tế. Trong bài đăng của mình, ông Medvedev cũng thừa nhận hệ thống tòa án ở Mỹ và châu Âu có mức độ độc lập đáng kể. Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, Mỹ, EU, Anh và các đồng minh khác đã áp lệnh trừng phạt lên một loạt các doanh nhân và doanh nghiệp Nga, từ các ngân hàng do nhà nước kiểm soát đến những nhà sản xuất khí tài. Các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng bao gồm việc đóng băng tài sản nhiều cá nhân Nga. Ngoài ra, nhiều siêu du thuyền và một số tài sản có liên quan đến các nhà tài phiệt Nga cũng bị thu giữ. Theo tờ The Guardian, nhắc đến việc chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa tài sản đối với 7 doanh nhân người Nga, trong đó có tỷ phú Roman Abramovich, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea và nắm giữ cổ phần tại EVAC PLC, công ty sản xuất và khai thác thép đa quốc gia của Anh. Các nhà tài phiệt khác của Nga bị trừng phạt là Igor Shchekin, Oleg Deripaska, Andrei Kostin, Alexei Miller, Nikolai Tokarev và Dmitry Lebedev.
Cá nhân ông Medvedev cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh, EU và một số nước khác. Ông Dmitry Medvedev từng là Tổng thống Nga giai đoạn 2008 đến 2012 và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Mới đây, Anh cũng thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai ngân hàng nước này và tiến đến loại bỏ hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và than đá từ Nga vào cuối năm 2022. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ tiến tới chấm dứt hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga và tiếp tục nhắm tới các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến chính phủ Nga. Bà Liz Truss hôm 6 tháng 4 thông báo áp đặt trừng phạt lên 8 nhà tài phiệt, trong đó có tỷ phú Andrei Gurev, chủ tập đoàn phân bón Fosago, đã mua tòa nhà lâu đài Vitahus nổi tiếng ở thủ đô London với giá 421 triệu euro vào năm 2015. Đây là dinh thự tư nhân lớn thứ hai của Anh sau cung điện Buckingham. Những nhà tài phiệt khác bị trừng phạt bao gồm Sergei Sergeyevich Ivanov, chủ tịch công ty khai thác kim cương thuộc sở hữu nhà nước Nga, Azrosa Leonid Mikhelson, người sáng lập tập đoàn sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, Novatep Moses Kato, cổ đông lớn nhất của công ty phân bón Akron. Thông báo của Anh được đưa ra cùng với các biện pháp trừng phạt tương tự từ các đồng minh phương Tây, bao gồm EU, vốn cũng đã cấm nhập khẩu than của Nga. Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga, cùng với hai con gái của ông Putin.